Nhiều cửa kính bể nát, bàn ghế đồ đạc bị đập phá, tạc đầy sơn, các mảnh vỡ tràn lan trên sàn nhà là những gì được phóng viên ghi nhận tại một nhà hàng với thiết kế 2 tầng nằm trên đường NA9, khu dân cư Việt Sinh, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vào ngày 2 tháng 5. Theo đó, vào lúc hơn 14 giờ chiều cùng ngày, một nhóm người bất ngờ xuất hiện, xông vào nhà hàng mang theo hung khí đập phá, tạc sơn nhiều đồ đạc tại tầng trệt. Chưa dừng lại đó, những đối tượng còn di chuyển lên tầng 2 của nhà hàng tiếp tục đập phá. Lúc xảy ra vụ việc là thời điểm quán đang nghỉ trưa, có một nữ nhân viên phát hiện chạy ra hô hoán, đã bị đánh gây thương tích nhẹ. Sau khi gây ra sự việc, nhóm người trên đã rời khỏi hiện trường. Nhận tin báo, công an thành phố Thuận An nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng làm rõ vụ việc. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều hung khí như là búa, gậy gỗ, các khẩu súng nghi là súng đồ chơi của nhóm người bỏ lại. Đến 23 giờ khuya cùng ngày, công tác khám nghiệm được hoàn tất. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, truy xét.